À, xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em đi vào cái bài số 14 của toán chương trình toán lớp 2 trang sách trăn trở sáng tạo. Rồi, bài này đó là 7 cộng với một số, 6 cộng với một số. Rồi, đặt vấn đề là như thế nào đây? 7 cộng 5 là bằng bao nhiêu? 6 cộng 5 là bằng bao nhiêu? Rồi, bạn nữ nghĩ đó là bạn nam với bạn nữ nghĩ là gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Đó, thí dụ bạn nữ đây là có 6, bạn nam đây có 5. Đó, bây giờ nghĩ làm sao để cộng 6 cộng 5 thì bạn nữ này nghĩ là gộp cho đủ chục rồi cộng lại. Bạn nam này cũng vậy. Và chúng ta sẽ đi vào cái tiếp theo, đó là 7 cộng 5. Thì các em quan sát thấy bên hình này là có 7 cái viên. À, 7 viên. Bên này là có 5 viên và tách ra 3 viên. Đó, 5 viên tách ra 3 viên. Thì mình thấy là 7 nè, tượng trưng cho số 7, 5 7 viên này. Còn 5 viên là số 5 tượng trưng 5 viên, mình tách ra làm 3, 3 là nằm bên trái. Và 2 tức là 3 cộng 2 bằng 5, 2 là nằm bên phải đây. Thì ta lấy là 7 cộng với 3 nè là bằng 10, là một chục đó. Rồi sau đó lấy một chục, hai cái này một chục cộng thêm 2 vô, 10 cộng 2 là 12. Tức là 7 cộng 5 thì chúng ta tính là 7 cộng 3. Rồi sau đó ra kết quả được là chục cộng thêm 2 nữa là 12. Thì kết quả là 7 cộng 5 là 12. Đó. Cái phương pháp để giải quyết cái câu này nó là như thế. Rồi tiếp theo là 6 cộng 5. Chúng ta thấy 6 viên này tượng trưng cho là số 6. 5 viên bên này tượng trưng cho là số 5. Và lấy ngón tay tách ra 4, tức là 5 đây, tách ra 4 dưới 1 bên trái, 4 bên phải. Tại sao phải tách? Tách để ghép với 6. Thí dụ đây 7 ghép với 3, cộng với 3 đó, thì gom lại được là một chục, 6 thì phải gom với 4, à, mới được một chục, cho nên phải tách theo 4. Dưới 1 đây, à, chúng ta hiểu ha, và 9 với 8 là tách rồi, 9 thì chúng ta tách thành là tách ra được 1, còn 8 tách 2, bây giờ 7 thì tách 3 và 6 thì chúng ta tách 4. Thì 6 cộng với 4 đây, gom lại là được một chục. Rồi còn dư 1 đây, cộng thêm 1 vô, một chục cộng 1 là 11. Tức là 6 cộng 5 là bằng 11. Đó, tượng trưng cho cái hình vẽ trên đây là bằng những con số đây. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào mục số 1, luyện tập số 1. Ừ. Luyện tập số 1. Câu A như thế nào? Ở đây là có 7 cộng cho 4. Đó, mình sẽ tách 7, 4 này ra. Đó, là bằng 3 cộng với 1. 3 cộng với 1. 7 này để lại. À, 4 tách thành là 3 cộng với 1. Cho nên điền vào chấm hỏi này chính là số 3 đây. À, số 3 đây. Đấy, 4 này nè. Mình tách thành là 3 cộng với 1. Đấy. Rồi, tiếp theo. Đó là 7 cộng 7. Bằng 7 cộng bao nhiêu thì số 7 phía sau này nè. Ta tách thành là 3 cộng với 4 cho nó giống chơi ha. Tách thành 3 cộng với 4. Đó là 7 này, tách thành là 3 cộng với 4. Rồi câu B, 6 cộng với 5 thì bằng 6 cộng bao nhiêu? 6 thì cứ tách ra là 4, 5 thì tách thành là 4 cộng với 1. Đó, 4 này là cái ta điền vào chấm hỏi đấy. Rồi, hiểu 5 này là mình tách thành là 4 cộng với 1. Rồi, tiếp theo là 6 cộng với 6. Mình tách ra 6 đầu để lại. Cái 6 phía sau này nè. Mình sẽ tách là 4 với 2. 4 cộng với 2. Đấy. 4 để đây. Rồi, 6 tách thành là 4 cộng với 2. Rồi, câu A, câu B. Ta hoàn thành xong cái bài luyện tập số 1. Bây giờ ta sẽ đi vào bài luyện tập số 2. Đó là tính nhẩm.
Ở đây 7 cộng với 4 là bằng bao nhiêu? Nhẩm là chúng ta ghi ra kết quả luôn. Nhưng mà ở đây thầy sẽ giải thích cho các em tại sao nó có kết quả đó. À. Rồi, 7 cộng với 4. Thì chúng ta phải biết là 7 cộng 4 ta tách số 4 ra thành là 3 với 1. À, số 4 này ta tách thành là 3 với 1. Rồi. Chúng ta để 7 lại. 3 với 1 nè. À, chúng ta hiểu là 4, 3, 1. Rồi, 7 cộng 3 nè. Ta tính ra được là 10. Còn 1 để lại. Cái là ta kết hợp. Gom 7 với 3 lại để được chục. Rồi 1, 10 cộng với 1 là 11. Và ta sẽ điền ở đây là 11. Chúng ta hiểu ha. Rồi 7. 7 cộng với 6 là bằng bao nhiêu? Ta điền ở đây là số 11. Rồi, ta sẽ đi vào các câu là 7 cộng với 6. Thì 6 ta sẽ tách ra để là 3. À, tách cho nó tròn chục với 7 là 3 cộng cho 2, 3. 6 này nè, tách thành là 3 cộng với 3. Ừ. Rồi 3 cộng với 3 thì 3, 7 cộng với 3 này nè, thành chục là 10. Còn cộng 3 phía sau để lại là bằng 13. 10 cộng 3 là bằng 13. Thì ta sẽ điền đây là 13. Rồi đây 7 cộng với 5 tính là 7 cộng với 5 thì ta tách 5 thành là 3, tại vì 7 phải tách ra 3 với 2. À, 5 đây tách thành là 3 với 2. Rồi sau đó ta lấy 7 cộng 3 đây à, tính ra được là 10 cộng 2 để lại, 10 cộng 2 là 12. Rồi ta điền ở đây đó là số 12. Rồi, tiếp theo là 6 cộng với 5. Còn bao nhiêu? Thì ta có đây 6 cộng với 5. Thì mình tách ra 6 thì phải tách cái kia ra 4. 4 cộng với 1, 5 bằng 4 cộng 1. À, 5 ta tách thành là 4 cộng với 1. Rồi ta mới tính 6 cộng 4 để cho nó ra một chục. Cộng 1 để lại. 10 cộng 1 là 11. À, hiểu ha? 6 cộng 4 là 10 đây. Rồi, vậy ở đây ta điền số 11. Rồi, tiếp theo là 6 cộng với 6 bằng bao nhiêu? 6 cộng với 6, ta tách thành 6, thì ta phải tách cái số sau thành 4, cộng với 2, 6 thành 4, 2. Đó, tách số 6 sau thành 4, cộng 2, để nó lòi ra số 4, mình mới làm được. Rồi, 6 cộng 4 là số tròn chục. Số chục, một chục là bằng 10, cộng 2 để lại, 10 cộng 2 là 12. Như vậy, chúng ta sẽ điền vô, ở đây là 12. Rồi, tiếp theo, đó là gì? 7 cộng với 7. Rồi, 7, 7 thì ta phải cần thêm 3. Thì ta tách cái số 7 phía sau ra thành là 3 cộng với 4. 7 này ta tách thành 3 cộng với 4. Rồi 7 cộng 3 đầu là nó thành một chục. Đó là bằng 10. Còn 4 sau để lại. 10 cộng 4 là 14. Rồi đây là 14. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái bài số 2. Đó là luyện tập số 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài luyện tập số 3. Rồi. Thì cái bài này nó kêu là gì? Tìm để mèo tìm con mẹ. Thì cái này ta giải thích thôi. Thì 9 cộng với 6 là bằng bao nhiêu? Đúng không? 9 cộng với 6. Thì ta tách ra 9 thì cần thêm 1, cho nên 6 phải tách thành là 1 cộng với 5. 6 này. À, mình sẽ tách thành là 1 cộng với 5. Rồi sau đó 9 cộng với 1 mình tính ra là bằng 10. À, cộng 5 để lại là bằng 15. Tức là đầu tiên 6 ha, tách thành là 1 cộng với 5.
Sau đó ta mới ghép 9 cộng với 1 là bằng 10. Rồi tiếp theo. Vậy nó ra 15. 9 cộng 6 ra 15. Đó, vậy mèo con 15 lại đây. Mình nói với mèo con 15 ha. Đấy, mèo con đây. Rồi, 6 cộng với 5. Đó, 6 cộng với 5. 6 thì phải cần 4 nữa mới tròn trục. Vậy 6, 35 ta thành 4 cộng với 1. À, 1, 4, 6 với 4 là thành 10. 10 cộng 1 để lại là 11. À, tức là 5. Đầu tiên mình tách thành là 4 cộng 1. Rồi sau đó kết hợp 6 với 10, 4 nó sẽ ra là 10. Vậy đây, con 6 cộng 5 là 11. Vậy mèo con 11 nằm đây. À, ta sẽ nói với mèo con nằm đó. À. Rồi, tiếp theo là 8 cộng với 6. 8 cộng với 6. À, mình 8 thì cần 2 nữa mới tròn trục. Thì 6 phải tách thành là 2 cộng với 4. Rồi, 8 cộng với 2 là bằng 10. Cộng 4 để lại là bằng 14. Tức là 6 tách thành là 2 cộng 4. Rồi, sau đó kết hợp 8 với 2 là để thành chục 10. Và 10 với 4 thì bằng 14. Vậy, ở đây 8 cộng 6 14, vậy mèo con nằm ở đây. À. Ừ. Rồi, tiếp theo. Ở dưới đây là 6 cộng với 6. 6 cộng với 6 đó. Mình 6 thì phải cần 4 nữa mới tròn trục. Thì 6 phía sau phải tách thành là 4 cộng với 2. Rồi sau đó 6 cộng với 4 đầu, là bằng 10. 2 để lại. 10 cộng 2 là 12. Nên là đầu tiên mình tách 6 này. 4 cộng với 2. Rồi sau đó được 4 thì 6 gộp với 4 thành là 10. Là một chục. Chục cộng 2 là 12. Vậy mình sẽ chọn 12. Mèo con 12 nằm ở đây. Rồi, tới 7 cộng với 6. 7 cộng với 6 thì 7 cần 3 nữa, gộp với 3 mới được 10. 6 hết thành 3 cộng với 3. Thì 7 cộng 3 là 10, còn 3 phía sau để lại 10 cộng 3 là 13. Tức là 6 ta tách thành là 3 cộng 3. Rồi lấy 7 gộp với 3 là 10. Thì đây là 10. Rồi ra 13. Đó, vậy ta chọn mèo là 13 nằm chỗ này. À. Rồi tiếp theo 8 cộng với 8. Thì 8 thì phải cần 2 nữa mới tròn trục. Thì 8 sao tất thành là 2 cộng với 6. Rồi 8 cộng với 2 này là bằng 10. Cộng 6 để lại 10 cộng 6 là 16. Là đầu tiên 8 tất thành 2 cộng 6. Rồi 8 gộp với 2 này bằng 10. Rồi 10 cộng 6 là 16. À, vậy con mèo này hợp này ra 16 đây. Đấy. Rồi, là chúng ta hoàn thành được cái bài luyện tập số 3. Bây giờ ta sẽ đi vào bài luyện tập số 4. Rồi. Ở đây viết phép tính theo mẫu mẫu đây. Ở đây anh thấy này. Màu xanh là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, ở đây màu vàng. Là 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tách 1 ra nè. À, ghép vô đây để được 10. Còn đây là 4. Đó, anh hiểu ha. 9 cộng 5. Tách 1 ra được 10. Lại 4. Rồi.
Tức là ta ứng dụng như thế, được chưa? Rồi, ở đây cách lại thành một chục đó. Còn ở đây đầu tiên nè, xanh trước nha, xanh trước đây là 5, đúng không? À, thì vàng trước là 5, sau đó xanh này là tổng cộng là 9, tách ra thành là 5 với 4. À, để 5 cộng 5 là 10, thấy không? 10 cộng 5 cộng 5 là 10, thêm 4 đây là 14. Thì tương tự bên này cũng thế, ta cũng tách ra, ta làm theo cái mẫu. Thì cái xanh ta đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cộng. Ở đây đỏ là 6, đúng không? Nhưng mà ta tách ra 3 bên này rồi, chỉ còn lại bên này là 3, chỉ còn lại là 13. Tức là bên này là một chục, đây 3 là 13. Đấy. Rồi, tương tự bên này. Cũng thế. Ở đây ta thấy là đỏ là 6, còn xanh ở đây là 7 đó, mà 7 tách thành 4 với 3 để cho 4 ghép bên đây được chục là 10, còn đây 3 nữa là 13. Còn bên này đó là vàng của chúng ta là 6. Rồi, còn tím ta là 5, tách 4 ra để tròn chục, chỉ còn lại là một bên kia. Đó là 5 là tím ha, là thành là 11. Rồi bên này là tím là 5, còn vàng là 6. Nhưng mà tách ra để dư một ra, bên đây là một chục, bên kia một là 11. Đó là chúng ta hoàn thành được cái câu thực hành số luyện tập số 4. Rồi, ta đi vào tính nhẩm số 5. Nhẩm số 5. Này giải thích. Ở trên này là bài giải đây. Bốn, không, bốn cộng với chín bằng bao nhiêu? Đấy, bốn cộng với chín bằng bao nhiêu? Ở đây bốn cộng với chín đây, đó. Thì chín mình sẽ tách ra là sáu, sáu với ba, là chín sách thành sáu với ba. Rồi, à, rồi 4 với 6 nè. Đó, thành số chục, tròn chục là 10, cộng với 3 là 13. Đó, ta điền ở đây là 13. Tức là ta tách 9 ra, thành là 6 cộng 3. Và sau đó 4 ghép với 6 để thành số chục là 10. Đó. Cách làm nó là như thế, nhưng mà nhẩm là nhẩm trong đầu nó như thế ha. Chúng ta không có ghi ra. Rồi, ở đây 7 cộng với 8 thì mà 7 thì cần 3 thì 8 phải tách thành là 3 với 5, đúng không? Chỗ này là phải ghi dưới đây giải thích nha. Đó, 7, 8 là phải tách thành 7 phải cần 3 thì 8 phải tách thành 3 cộng với 5 thì 7 cộng 3 nó bằng 10, cộng 5 để lại là bằng 15. Đó, là ta tách 8 thành là 3 với 5 đây. Rồi sau đó ta mới gộp 7 với 3 thành 10, 10 với 5 là 15. Ta điền đây là 15. Rồi tiếp theo đó là 3 cộng với 8. Đó, 3 cộng với 8 thì 3 là cần 7 mới đủ chục, vậy 8 phải tách thành là 7 cộng với 1. Và 3 cộng với 7 là đủ chục là 10, cộng với 1 là bằng 11. Đó, mình sẽ tách 8 thành là 7 cộng với 1.
Rồi sau đó mình gấp 3 với 7 để nó thành tròn trục là 10. Rồi vậy đây ra 11. Rồi tiếp theo là 5 cộng với 7. 5 cộng với 7, 5 thì cần 5 mới thành chục. Vậy số 7 viết sao ta thành 5 cộng với 2. Rồi số 7, rồi 5 cộng 5 là hình góp lại thành 10, chục 2 để lại 12 là 12. Đó, thì đầu tiên tách 7 thành 5 cộng 2. Đó. Rồi sau đó gộp 5 cộng 5 này mới thành được chục đây, 10. Thì ta điền ở đây đáp án là 12. Rồi tiếp theo đó là 8 cộng với 9. 8 cộng với 9. Rồi. 8 cộng với 9 thì 8 cần 2. Vậy 9 mình phải tách ra thành là 2 cộng với 7. 8 cộng 2 là bằng 10. 7 để lại. Cộng 7 để lại. 10 cộng 7 là 17. Tức là 9. Ta sẽ tách thành là 2 cộng 7. Đó là gộp 8 với 2 là để chục 10. 10 cộng 7 là 17, biết rồi. À, ta điền ở đây là 17. Rồi, cái 6 cộng cho 7. 6 cộng cho 7 là bằng bao nhiêu? Thì ở đây 7, 6 thì ta cần gộp với 4 mới được 10. Vậy 7 thì tách thành là 4 cộng với 3. 6 cộng với 4 là 10, 3 để lại. 10 cộng 3 là 13. Đó là tách 7 thành là 14 cộng 3. Rồi sau ta gộp 6 với 4 thành 10. Đó, vậy đây thành là 13. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành xong cái câu luyện tập số 5. Bây giờ ta sẽ đi vào câu luyện tập số 6. Điền vào dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. 5 cộng 7 và 7 cộng 5. 5 cộng 7 và 7 cộng 5. Đây ta thấy là 5 cộng 7 đúng không? Điền vào 7 cộng 5. Thì chúng ta sẽ giải thích câu này. Thì ta chung với chúng ta 5 cộng 7 thì chúng ta tính ra đúng không? 5 cộng 7 tách ra 7, 5 để tách ra được là tròn chục thì 5 phải 7 là 5 cộng 2. Rồi 5 với 5 gộp lại mới bằng 10. 10 cộng 2 mới bằng 12. Tức là ở đây 7 tách thành 5 cộng 2. Rồi 5 gộp với 5 đây mới được là 10. Đó. Còn 7 cộng 5 thì 7 cần với 3, cần gộp với 3 thì 5 phải tách thành là 3 cộng với 2. 7 cộng 3 là 10, 10 cộng 2 là bằng 12. Đó. Tách thành 5 cộng 3 cộng với 2 đây. À, ta mới gộp 7 với 3 là thành 10. Đó là 12. Vậy 12 với 12 bằng nhau. Đúng không? Đó. Vì 12 bằng 12 nên 5 cộng 7 này, bằng 7 cộng với 5. Thì ta điền vào đây là dấu bằng. À, điền vào đây là dấu bằng. Rồi tiếp theo là 5 cộng 8 với 8 cộng 3. 5 cộng 8 với 8 cộng 3. 5 cộng 8 thì tách ra 8 để 5 thì cần 5 nữa mới tròn chục được. Thì 8 phải tách thành 5 cộng 3. Rồi 5 cộng 5 là 10, gộp lại 10, 3 để lại, 10 cộng 3 là 13. Tức là 8 tách thành 5 cộng 3. Rồi sau đó 5 cộng 5 mới gộp lại thành là 10. 10 cộng 3 là 13. Rồi tiếp theo đó là 5 cộng 8, bây giờ là 8 cộng 3. 8 cộng 3. Thì đây ta tách ra 8 thì cần 2. 3 tách thành 2 cộng cho 1, gộp lên mới tròn chục được. 10, 8 cộng 2 thì nó gộp lại chục được. 8 cộng 2 là 10, 10 cộng 1 là 11. Thì số 3 này ta tách thành là 2 cộng 1. Rồi,
Sau đó 8 gộp với 2 mới bằng 10. Rồi, 10 cộng 1 là 11. Vậy mình biết nè. Vì. Đúng không? Vì. 11, 13 đúng không? Lớn hơn 11. Đó, nên 5 cộng 8 lớn hơn 8 cộng 3. Đó thay á. À. Rồi, vậy đây điền dấu, dấu lớn. Rồi, tiếp theo. Đó là 9 cộng 2 với 3 cộng 9. Rồi, 9 cộng 2 đây. Rồi, 9 cộng 2. 2, 9 thì cần 1. Gộp 1 nữa mới là được chục. Vậy 2 trở thành là 1 cộng 1. Rồi, 9 cộng 1 là 10. Cộng 1 trở lại là bằng 11. Đây. Đó, tức là số 2 ta tách thành là 1 cộng với 1. Rồi, sau đó 9 gộp với 1 mới được là 10. Rồi. Đúng không? Rồi, tiếp theo là 3 cộng với 9. Thì 3 cần 7 nếu mà được chục. Thì 9 phải tách thành là 7 cộng 2. Rồi, 3 cộng 7 là một chục. 2 để lại là bằng 12. Đó, thì 9 ta tách thành là 3 cộng 7. Rồi, sau đó lấy 3 cộng với 7. Nó sẽ 9 là 7 cộng 2 chứ. 3 cộng với 7 mới được một chục. Rồi, vì sao? Vì 11 bé hơn 12 nên 9 cộng 2 là bằng 1, bé hơn 3 cộng 9 là bằng 12. Thì ta điền đây là dấu bé. Rồi, bài tiếp theo. Đó là 6 cộng 8 và 8 cộng 6. Rồi. 6 cộng với 8, 6 thì cần gộp với 4 là mới đủ 10. Thì 6 cộng 8 phải tách thành là 4 cộng với 4. 6 gộp với 4 là 10, 4 phía sau để lại 10 cộng 4 là 14. Đó, ta tách 8 đây thành là 4 cộng 4. Rồi sau đó ta được 4 thì 6 gộp với 4 này mới được là 10. Rồi, 10 cộng 4 là 14. Rồi, còn 8 cộng với 6 thì 8 cần 2 nữa, gộp với 2 mới bằng 10. Cho nên 6 phải tách thành là 2 với 4. Rồi 8 cộng 2 gộp lại bằng 10, 10 cộng 4 là bằng 14. Đây, 6 ta tách thành là 2 cộng 4. Rồi, 8 cộng với 2 đây, nó bằng 10. Đó. Vì 14 bằng 14 nên 6 cộng 8 bằng 8 cộng 6. Vậy chúng ta điền ở đây là dấu bằng. Rồi, là chúng ta hoàn thành được bài luyện tập số 6. Bây giờ ta sẽ đi vào bài luyện tập số 7. Rồi, hai đĩa nào có tổng số quả chuối là 12? Đúng không? Hai đĩa nào có tổng số quả chuối là 12? Bài giải. Thì chúng ta thấy là đĩa A có bao nhiêu quả chuối? Mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quả chuối. Rồi, đĩa B. B đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 quả chuối. Đĩa C. Đó, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quả chuối. Đĩa D. Có 1, 2, 3, 4, 5. 5 quả chuối. Rồi. Đĩa E. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 quả chuối. Rồi, đĩa G. Có 1, 2, 3, 4, 4 quả chuối. Rồi, đó là ta có cái đó. Rồi, thì bây giờ ta sẽ coi 8 thì cộng mấy là 12, mình phải đoán được là cộng 4. Không, ta khỏi nè. 8 cộng cho 4 là 8 cần 2 nữa mới được 10, 4 tách thành 2 cộng 2. Rồi 8 cộng 2 là 10, cộng 2 để lại là 12. Nó tức là 4 đây. Đấy, tách thành là 2 cộng 2. Rồi sau đó mình gộp 8 với 2 là được chục 10. 10 cộng 2 là 12, vậy 8 với 4. Tức là đĩa A với đĩa à, vậy đĩa A. À, tức là nó hỏi là tổng số quả chuối là 10, vậy tổng của các đĩa
cộng các quả chuối của hai đĩa cộng các tổng số quả chuối là 12. Vậy tổng ha, số quả chuối là 12. 12 đúng không? Tổng số quả chuối là 12 là tổng số quả chuối 12 là 12 là cái nữa. Đó là đĩa A và 8 với 4 đúng không? Đĩa A và đĩa G. Tiếp theo. Là mình hiểu ha, đĩa A và đĩa G mình ghi là đáp số đi. Đĩa A và đĩa G. Đĩa gì nữa, đúng không? Để đây. Ở đây là lấy 8 đúng không? Ở tới 7 thì phải cộng 5. Đó, 7 là 5 tách 7 thì cần 3 nữa mới đủ chục. 3 cộng 2. 7 cộng 3 là 10. 10 cộng 2 là bằng 12. Không? Giờ mình cho 6 chút cũng được. 6 đi cộng với 6 cộng với 6. 6 thì cần 4. 6 sau tách thành 4 cộng 2. 6 cộng 4 là 10. 10 cộng 2 là 12. À, tức là cái số 6 này. Tách thành là 4 cộng 2. Rồi sau đó mình gom 6 với 4 là được chục. Là 10. 10 cộng 2 là 12. Tức là 6 là đĩa B và 6 kia là đĩa E. Đĩa B và đĩa E. Rồi tiếp theo là tới đĩa gì ha? Đấy, tiếp theo là là có là 7. 7 thì kiếm với 7, không có 7 với 7. 7 kiếm với 5, 7 cộng 5. Là 7 mình tách 5 tách thành là để tròn chục thì lấy 3 với 2. 7 cộng 3 là gộp lại một chục, 10 cộng 2 là 12. Tức là 5 này ta tách thành là 3, 3 cộng 2. Rồi 7 gộp với 3 nó mới thành chục là 10. Vậy 7 đây là đĩa C và 5 đây là đĩa D, đĩa C và đĩa D. Rồi xong, đó là chúng ta hoàn thành xong cái bài hôm nay. Rồi, thầy xin chào tạm biệt các em.